đấy, con chơi xong. Con chơi, không chơi gì đây. Này, tí đây. Tí ăn tôm nè. Tí ăn tôm nè. Đây là tí ăn tôm có gì. Còn nữa ngọt như măng à? Ngọt không chứ? Không cho ăn không, ăn đỡ không? Ăn tôm ngon quá nhỉ, ngon quá nhỉ. Cả nhà không ăn tôm nhá. Tôm gì đấy? Tôm hùm quá hả? Tôm nướng. Tôm nướng. Ngon. Xu ngồi khác em tiền. Cả nhà đi chợ mua tôm ăn ngon quá. Con này ăn cả món. Này con. Ngon. Này, nghe đúng không ạ? Nó ăn cả cái cười này. Không nghe anh cả ngủ á.
lắm, tôm sú này người ta phải bóc vỏ. Đồ ăn, ăn đỏ đây. Chưa ăn đỏ đây. Đó, ăn đỏ chứ. Bố nhường các con đấy. Thế vậy nha, bye bye. Xin chào các bạn đi, Phương Mama. Cây cái cà. Ngon quá. Ngon quá. Ở nhà ăn tôm hùm ngon quá. Các Phương về.